này cũng chăn không chú? Chăn gừng hả chú? Wow, tập cơm mắm tép nè. Ê, canh nhà lại canh nhà nè, canh ngủ dữ lắm luôn. Vừa đốp con à, khám phá Vĩnh Long. Cái gì? Dạ, khám phá Vĩnh Long. Cô bán cái gì vậy cô? Dạ. Dạ, mình bán là thô câu hay là sao? Câu. Câu rồi em chú. Tôm tôm vuông, ở nhỏ hơn. Giá tiền nó sẽ rẻ hơn. Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video clip tiếp theo của em ngày hôm nay nha. Thì hôm nay em mời quý cô chú anh chị mình cùng về thành phố Cà Mau để đi chợ Cà Mau với em nha quý cô chú anh chị. Thì hiện tại nơi em đang đứng đây là ở phía sau nhà lồng chợ Cà Mau quý cô chú anh chị mình đây. Thì chợ Cà Mau này là sẽ thuộc phường 7 của thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau quý cô chú anh chị. Bên đây là cái khu vực mà bà con đậu xe tải để mà lên xuống hàng hóa nè cô chú. Thì ở phía trước này có một chiếc xe tải đang vận chuyển mà rau từ ở Đà Lạt về Cà Mau cô chú để cung cấp cho Cà Mau mình nè. Đó. Còn mấy anh này là bên đội bốc xếp ở bên đây. Sáng hôm nay thì em thấy chợ Cà Mau rất là đông đúc, bà con đi chợ luôn cô chú. Rất là nhộn nhịp luôn. Thì em mời cô chú anh chị mình cùng mình vào cái không khí chợ buổi sáng hôm nay cùng với em nha. Wow, bên này đông quá nè cô chú. Bên đây thì bán tôm mắm tép nè. Đây mới dọn ra bán luôn mà bà con sớm lại mua rất là đông nha. Đó. Đây tôm đất, cá kèo, cá chẽm. Cá chẽm là 1 ký 70 ngàn. Cá nâu, nâu cá đói. Đó. Bước này là cô chú anh chị mình đi hẳn là mình đâm ra ngoài nhà lồng chợ Bách Hóa Cà Mau được nha cô chú. Phía bên trong đây là nguyên cái dãy nhà lồng khu chợ cá nè. Bên trong thì sáng thấy bà con đi chợ rất là đông. Cô bên đây thì bán chuối nướng. Dạ. Chuối nướng này bán làm sao vậy cô? 5 trái 10 ngàn con. 5 trái 10 ngàn. Dạ. Cô lấy cho con 5 trái nha cô. Chuối nướng, nước, nước gà dễ ngon là chính ha. Chính đi chơi nè. Dạ. Này à, chuối nướng nè cô chú. Đó. Cô bán cũng rất bình dân, 5 trái 10 ngàn. Thôi bán cái 6 trái luôn nè. Thôi, 5 trái thôi. Thôi thôi. 6 trái à, ăn không hết là bỏ mứa là tội nữa. 6 trái. Khuyến mãi 1 trái luôn. Con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Ôi bên đây có tôm khô ngon quá nè. Tôm khô chỉ 600 đến chai, tôm khô bằng nhà luôn á. Này là của cô luôn hả cô? Dạ. Ôi, quá trời ngon luôn cô chú anh chị. Tôm khô 1 ký cô bán là 600 ngàn bằng ở nhà luôn. Cái này là tôm gì mà nó đỏ dữ vậy cô? Tôm mà đất. Tôm đất. Dạ. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô. Dạ. Rồi, đủ rồi cô ơi. Dạ. Con cảm ơn cô nhiều nha. Con chúc cô ngoan đất nha cô. Cô này bán cơm hả cô? Cơm, cơm này làm nhà luôn hả cô? Ê, cơm này là cơm gạo luôn cô chú. Cơm gạo. Wow, cô bán lần là một cây bự vậy hả cô? Dạ. Rất là cao cô chú, mấy găng tay em á. Còn bên đây thì có cơm gạo cô chưa ép đây nữa nè. Nha bịch. Đó. Còn bánh này là bánh gì vậy cô? Hả? Bánh nhúng. Bánh nhúng. Dạ. Bánh nhúng cô chú anh chị. Lạ lạ nha. Một bịch vậy là mình bán được bao nhiêu tiền cô? Ồ, rẻ quá ha. 10 ngàn bịch bự rồi cô chú anh chị. Đó. Cô lấy cho con bịch nha. Dạ. Cái này để lâu hư không cô? Dạ. 10 ngày cũng không sao luôn. Đó. Quá trời rẻ luôn cô chú anh chị. Dạ. Còn một cái cây bự bắp cơm bự vậy là mình bán như tiền cô? 140 cây. Dạ. 16 miếng. Dạ. Đây ai có ăn cơm gạo thì ghé cô đây. Rồi con chúc cô mua ăn đắt nha. Dạ. Dạ. Chị bên đây thì bán bánh đó nè. Bánh bông lan với bánh chuối sấy á chị. Dạ. Dạ. Bánh kẹp. Bánh kẹp nữa. Đó, dài đây thì mấy cô mấy chị bán bánh, ai có ăn thì ghé. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha.
Trời, mình đi tham quan tiếp cô chú quá chị. Sáng hôm nay bà con đi chợ khá là sung luôn á. Vậy này là bà con bán cá, bán cua, bán cao đây nè. Vô trong nhà lòng chợ này cô chú. Trời ơi, cá mắm quá trời luôn. Đây có cô bán cá hát lát nạo nữa nè. Kế bên thì có bán cua biển. Cua biển là đặc sản ở Cà Mau mà luôn đó nha. Cua Cà Mau này là nổi tiếng lắm cô chú. Dép dài 4 đô 100 ngàn luôn. Rất là rẻ ha. Đây, đây là quang cảnh ở bên trong. Vậy này thì bà con che lưới lan ở phía trên chứ. Bên đây thì có bán cá dồ rồi đầu cá gì là đầu cá hồi, cá dồ cá khúc. Ở đây thì hàng quá em thấy rất là nhiều nha. Chợ phường 7 thành phố Cà Mau. Ở đây là chợ lớn nhất ở Cà Mau luôn cô chú chị. Đây bà con đi rất là sung. Đây dài phía trước rồi. Đông nghẹt luôn cô chú anh chị. Đó. Tôm. Mùa này đi về Cà Mau thấy bán tôm mua hết trời nhiều luôn cô chú ơi. Đa phần bà con bán tôm đất á, còn tôm nhỏ nhỏ à. Cá kiều vuông. Cô ở đây có cơ, cá kèo, tôm, hay cá chẽm. Rồi, mình đi dài tiếp tục tham quan cho cô chú. Tôm tép, khu này bán rất là nhiều luôn. Ngược lại sau lưng em nè cô chú, rất là đông luôn ha. Dài đây mấy cô bán tôm cá rất là nhiều. Đây mấy con tôm nhảy sôi sói luôn cô chú chị. Ở đây có bán cá đói bự bự nữa nè. Cá đói với tôm vuông luôn. Cá đói loại bự thì cái đói bự vậy là 1.4 cô chú. Này buổi sáng bà con mắc buôn bán quá trời. Em không dám mắc chuyện, sợ làm phiền bà con cô chú ơi. Mình đi dài ở đây tham quan tiếp. Quá trời đông luôn. Dạ. Chào cô. Dạ con làm YouTube. Dạ kênh của con tên là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long nhớ được đó. Có người nào về đây rồi nè. Dạ. Là phải con không hay là người kia? Dạ chắc con á, tại vì kênh là chỉ một người đứng làm thôi à. Đợt đó năm ngoái có về, có không? Dạ. Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Cháu cài buôn bán kinh doanh đỡ không cô? Bán thì cũng được. Dạ. Đây à. Không bằng mấy năm trước, mấy năm trước thì bán được, năm nay thì bán hơi dở. Năm nay thì hơi dở hơn mọi năm. Bây giờ em đi làm tôi tất cả ở đâu cũng vậy mà phải không? Ai cũng nói vậy mà. Dạ đúng rồi. Tại vì năm nay là kinh tế khó khăn hơn mọi năm nữa. Khó khăn hơn năm dịch nữa cô. Kinh tế khó hơn mọi năm. Dạ. Để cô bán cô. Dạ. Lâu lắm rồi đó, mới quay lại chợ phường 7 Cà Mau.
Đây là khô cá vậy cô? Khô cá lóc. Khô cá lóc. Ôi. Khô cá lóc. Ao ngon. Khô cá lóc đặc sản Cà Mau. Đặc sản Cà Mau. 250 nha. 1 kg là 250. Dạ. Đó. Ở đây đầu ra đầu, đuôi ra đuôi nè, đuôi cá sống làm ra đó. Dạ. Bên đây nè làm. À, bên đây là làm ra thành phẩm là khô bên đây. Dạ. Cái này là hàng tươi sống là chưa thành phẩm khô của chú. Mua bên đây làm ra. Mua bên đây ra bên đây. Đó. Còn này là khô cá vậy cô? Khô cá chép. Khô cá chép. Cá chép chân với thịt. À. Khô cá mặn đó. À. Sao cá mặn không? Cá chép là làm. Dạ, vậy là cơm chiên cá mặn là đó, cá này. À, đây là khô cá chép rồi cô. 1 kg mình bán nó bao nhiêu tiền ở đây cô? Ký 200. Dạ. Ký là 200. Còn cái này là mắm gì cơ? Mắm mồng gà, mắm đu đủ mồng gà. Cá mồng gà. Mình chọn từ cá mồng gà. Mắm đu đủ mồng gà nè, đúng không chị? Cá mồng gà. Nhìn rất là hấp dẫn nha. Đó. Đây à, mình bán 1 kg cũng được nhiêu cô? Ký hả? Ký 80. Dạ, 1 kg thì 80. Còn bên đây thì có mắm cá lóc rồi mắm cà phê. Đó. Cá này kêu là cà phê này đúng không cô? Cá này cà phê. Còn con cá rô phi là khác đó hả cô? Cá rô đây. Cá rô là bự hơn cá phi. Còn bên đây thì cá lóc. Dạ. Em thắng cá lóc nè. Nhà làm ơn không à. Đây là mắm cá lóc ở Cà Mau luôn nha cô chú. Ờ, cá phi cũng làm ơn không à. Nhà làm không à. Dạ. Mắm cá lóc ngon lắm. Rất là thơm luôn nè. Đây cô. Cá này ăn như cái đồng mình vậy đó, không có hôi. Dạ. Là mình bỏ ngoài ruộng đồ này nọ tới tự sống lớn lên hả cô? Cá này người ta cũng nuôi mà nuôi nước ra nước vô chứ không phải cho nuôi thầm. Dạ. Cái này là nuôi nước ra nước vô. Dạ. Nó thối chứ không phải nuôi thầm. Dạ. Nuôi thầm không ngon, cái này cứ nuôi mà nuôi lan. Nuôi lan. Nuôi lan ăn như cái đầm vậy. Dạ. 1 kg là mình bán được nhiêu cô? Cá lóc 150, mắm cá lóc 150. Mắm cá lóc là 150. Mắm cá phi 70. Mắm cá phi là 70. Mắm cá rô 100. Mắm cá rô là 100. Đó. Đây là toàn bộ giá cả gian hàng của cô bán đây nha cô chú. Ai có ở khu vực Cà Mau hay là ở xa lại thì ghé đây ủng hộ cô. Đó. Lâu quá rồi mới xuống đây. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Rồi. Con chúc cô ngày càng đắt khách nha cô. Rồi từ đây tới bán đắt luôn. Dạ. Đó. Lên YouTube rồi bán đắt. Cô đây rất là thân thiện vui vẻ luôn cô chú. Ai có ăn các loại khô hay là mắm thì ghé ủng hộ cô giùm em nha. Con cảm ơn cô nhiều nha. Rồi. Coi. Dạ. Đó, cô bên đây thì bán cá lóc mần cắt bỏ cái đầu của chú để bà con mua về làm khô hay là mình ăn tươi cũng được. Dạ. Đây, ở đây cô đây chỉ mình nè cái gì nè cô chú. Ủa, ở đây có nguyên con chăn luôn kìa. Đây cũng chăn đó không chú? Chăn rừng hả chú? Wow, vậy là nó dữ lắm mà nghe. Không, vậy hả chú? Này mình bán ký nhiêu chú? 104. Đây là chăn rừng nè cô chú. 104 kg. Wow, con này chắc cũng bầu 4-5 kg hả chú? 4 kg à. 4 kg. Hàng hiếm, hàng hiếm. Đây, ai có mua chăn thì lại gặp chú đây nha. Dạ, con cảm ơn chú nghe chú. Dạ. Đâu rồi, cô dẫn lên đây. Dạ, lên chăn bìa luôn. Dạ, con tới liền. Đây, cô mắt em nè. Hai liên này là ở Cà Mau là độc quyền chả cá. Chị này bà Hai Liên đó hả? Dạ. Quyền đó chả cá độc quyền ở Cà Mau luôn. Dạ. Chả cá thu nha. Cái này là chả cá thu á ha cá cô thu. Chú. Đây dạ. Lắm cá thu với cá phi, cá thác lá. Dạ. Chả cá thu hình như là nó cái màu sẫm hơn cá thác lá. Dạ. Đây là cá phi. À, vậy là cá phi nó sẫm hơn cá thu cô chú. Đây là thác lá. Thác lá thì cái màu nó trong suốt luôn nè. Này là chả cá thu chiên. Dạ, cái này là mình không có để màu mè vô hết trơn á cô. Chắc chắn là ra là độ chất lượng không để màu. Dạ, đó. Đây là chả cá thu không để màu chú anh chị. Chiên ra nó thành màu như vậy nè. Đó. À, mình chiên ra rồi, thành phẩm mình bán 1 kg là được bao nhiêu tiền cô chú? 950. 150. 150 à. Cá thu 150, cá thu chiên, còn cá thu tươi 140. Dạ, cá thu... tươi thì 1 kg 140, còn cá rô phi, chả cá rô phi thì 1 kg 80 rồi cô chú. Bịch vậy là chắc nửa ký á cô. 1 kg. Dạ. Dạ. Đặc biệt ở Cà Mau, chả cá chiên của. Dạ. Dạ. Cô chú anh chị nào có ăn thì ghé ủng hộ nha. Này không có pha gì trơn luôn hết cô. Pha gì trơn em. Dạ. Thì nó là
Dạ. Đó. Dạ, kênh của con tên là Khám Phá Vĩnh Long. Kênh của con tên là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Em ở tại Vĩnh Long gì mà em lấy tên đó. Dạ đúng rồi, con quê Vĩnh Long. Quê Vĩnh Long á, anh ở quê Vĩnh Long mà Tân Quế. Tân Quế hả? Dạ, vậy là giáp ganh với Bình Minh, Bình Tân rồi á. Bình Tân. Dạ. Bây giờ anh là Bình Tân. Bình Tân rồi ha. Ừ. Dạ. Ở gần chợ không chú? Anh ngay chợ luôn. Ngay chợ luôn ha. Dạ. Thì đó con cũng có đi chợ bên đó một lần. Dạ, qua cái cầu cái quẹo lên đây tay trái là tới chợ á. Vừa được cái giờ em vừa qua cầu là em tẻ liền là tới. Dạ. Đi mấy ngày mới coi được. Dạ, cũng khoảng năm mấy ngày quá. Dạ. Em đưa anh đi về trên nhà ở chợ là ai cũng coi là biết anh hết trơn. Dạ. Thì chú quê ở Vĩnh Long, đồng quê cùng quê hương với em là cô chú vậy. Con thì ở bên cạnh Long Hồ. Dạ. Xứ Cà Mau là bán giá cá mà ở này độc quyền luôn. Độc quyền chợ có mình ăn. Dạ. Đó, không có đụng hàng luôn cô chú. Ai có mua chả cá thì lại đây nha. Duy nhất. Thác Lát bán sản Cà Mau luôn, có đồng hương đây. Dạ. Ba loại á. À, chả cá Thác Lát nè, cá hu nè, rồi cá phi. Cá Thác Lát, cá hu, cá măng. Cá măng nữa. Mắm chân nữa. Mắm chân nữa. Một chén vậy là mình bán nhiêu tiền đi cô? 20k, 20k. Đây là mắm chưng. Đó, đây ăn là hao cơm lắm nè cô chú. Có chú sống đây đó nè. Đó, chào ôm. Đây ai có dùng những cái sản phẩm này thì ghé cô chú đây ha. Hộ. Dạ. Rồi con chúc cô chú ăn đắt nghe. Dạ, cô. Dạ. Cá này cá biển với cá nước ngọt hết cô. Dạ. Rồi sầu huyết rồi nữa nè. Sầu huyết đây mình bán ký nhiêu cô? Dạ, 1 ký 150 nha. Đây sầu huyết gò bự luôn cô chú. Rồi có lươn nữa nè. Đó, lươn bự bự không à. Nhà kinh ở đâu là con quê? Dạ con quê Vĩnh Long. Ở Vĩnh Long à. Dạ. Đó giờ con có đi Vĩnh Long chưa cô? Có. Dạ. Nhà cô là nhà cô Mó Cà Mó Cài á. Mó Cài. Mó Cài Bắc hay là Nam cô? Mó Cài là Nam. Dạ. Qua cầu Cổ Chiên em muốn tới à. À dạ. Nó qua bên cầu Cổ Chiên. Dạ. À. Vậy là gần chợ Ba Giác rồi. Không ở Mó Cài chợ Tôm. Chợ Tôm hả? Chợ à. Tôm, chợ Tôm. Vậy là đi xuống dưới kia cũng xa à. Gần quá, qua cầu Cổ Chiên đi chừng mấy cây số tới. Dạ dạ. À. Rồi. 4 cây số tới chợ. Rồi con hình dung ra rồi. Vậy là cầu Cổ Chiên là bắt ở bên nhà Vinh bắt qua. Đúng rồi, Vinh qua cầu lớn nhất đó phải không? Dạ. Thì giờ qua đó xíu tới. Chợ Tôm. À. Dạ. Rồi về đây lấy chồng lập nghiệp đây hả cô? Đúng rồi. Dạ. Bao lâu rồi cô? Mấy chục năm rồi. Dạ. Rồi à, lâu lâu Tết nhất mình mới về quê Bến Tre ha. Như có dịp sắm tiệm đi về. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Rồi. Con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Ngày buôn bán càng phát triển nha cô. Rồi cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Dạ. Dạ. Rồi, chợ quá đông luôn cô chú. À, con đi rất là xô. Cô quán thuốc. Dạ kênh của con tên là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Đây bán cá biển 35.000 ký luôn cô chú. Đây có cá chê nữa nè. Chê cá lóc. Thôi nổi rồi. Ở đây thì chia ra hình rất là nhiều khung giờ như cô chú. Như là chợ này là giấc khuya là khoảng 3-4 giờ là chợ đầu mối. Còn khoảng 8-9 giờ chợ đông vậy nè là bà con đi lẻ, đi chợ lẻ để mua về nhà nấu cơm, nấu nước rồi ăn. Đó. Này quẹo này là ra lộ cô chú anh chị. Đây bà con đi cũng sớm lắm nè. Thì dài ra ngoài thì là mình đụng khu chợ thịt nha. Ở trước này cũng có một số bà con bán chợ thịt nữa nè. Rồi ở đây giấc chiều cũng đông nữa cô chú. Rau củ các loại cô chú.
Đây, vậy em đi bọc ra ngoài đây, quay một cái khu vực ngoài đây cho cô chú anh chị xem. Gặp ở quán bờ kè. Đây là những cái dựa lớn của bà con cô chú. Bán khoai, rồi bí rồi nè. Rất là nhiều á. Đó, đây là khu vực ở dài quán bờ kè của cô chú anh chị. Khoai lang củ sắn. Đây, trước này bà con đi cũng khá đông nha cô chú. Đây, cái cô bán rau nè. Con chào cô. Đây thì khu vực nhà vệ sinh với điểm giữ xe nè cô chú. Điểm giữ xe tháng. Chị khỏe không chị? Có ngày kinh doanh buôn bán đỡ không chị? Dạ. À, chị mùa này bán cá với sò nè cô chú, cô nè. À, mà chị của em đó, cô chú anh chị nào có dùng những sản phẩm này ghé ủng hộ chị của em đây nha. Dạ, quay cái ông bằng cá hả chú? Dạ, một ngày bán kiếm mấy chục triệu, thưa ba. Dạ không mà được vậy cũng ngon á. Đây bán cá biển rồi nè cô chú, cá nào vậy hả chị? Vậy em không biết, em xin lỗi nha. Đây là cá nâu vuông chứ không phải cá biển cô chú. Cá nào, cá nào cá đói. Rồi đây là cá gì bự quá nè. Cá này cá gì vậy chú? Cá chấm cỏ. Ồ, cá này ở đây mới thấy chứ đi mấy chợ kia không thấy cá này bán nha. Vậy hả chị? Dạ, nhà giàu là người ta ăn còn cá xịn luôn ha. Vậy là cá này cũng rẻ hả? 20. Trời ơi, vậy mà rẻ ta. 20.000 ký hả cô chú? Con này cũng có hai găng tay của em nè. Con này cũng ký mấy, 2 ký hả chú? 2 ký mấy cũng có. Dạ. Ồ vậy con này có mấy chục ngàn rồi cô chú anh chị. Nếu mà nó 2,5 kg là nó có 50.000 à. Cá chấm cỏ nè. Rất là rẻ luôn. Này cá rô phi. Đây ai có ăn cá chấm cỏ thì ghé chú đây nha. Con cảm ơn chú nhiều nha. Đây chị bán tôm. Tôm đất. Lên YouTube anh ơi. Dạ, lên YouTube. Rồi, chạy cũng sờ quá nè cô chú ơi. Đó, biển cái này nè. Chào cô. Giá nè cô chú, giá đây người ta làm. YouTube phải về, YouTube phải về. Dạ. YouTube gì nữa nói đây. YouTube con khám phá Vĩnh Long. Cái gì? Dạ khám phá Vĩnh Long. Dạ khám phá Vĩnh Long. Khám phá Vĩnh Long hả? Dạ. Đây là chế bán cá đồng hả chế? Cá đồng ồ. Có tiền. Cá này ở đèn dưới ta. Cá là ở đồng mình là đồng giặc luôn á trai. Dạ. Mẹ chế có cái chốt nữa đó. Cá chốt trứng thì đưa lại chế nha. Cá chốt trứng hả chế? Dạ. 20.000 cân. Số điện thoại chế? 0946631433. Cá chốt trứng nha. Dạ. Là bó tỷ lẻ luôn ha. Lẻ luôn. Dạ. Đây cô chú anh chị nào có sử dụng cá chấm trứng thì có thể liên hệ với số điện thoại chế vừa rồi nha. Đó. Chuyện tỷ lẻ luôn là ngày nào cũng có ha. Ờ, ngày nào cũng có cá chấm trứng. Dạ. Giao hết rồi. Dạ. Cá chấm trứng cô chú anh chị. Trời, cảm ơn chế nhiều. Còn cái lóc này mình bán ký nhiêu chế? Cái đó có 60.000 cân. 60 là loại nhỏ ha. Loại nhỏ. Đây loại nhỏ này 60.000. Ra mày cho cá bán là nó rất đẹp, là cá nuôi. Dạ. Là cá nuôi. Người khách ở bên trong 70, còn cái này chắc tới 100 quá. 120, 140. Đủ loại, đủ size hết đó cô chú. Cá chẻ. Dạ khám phá Vĩnh Long. Dạ. Ồ ở đây có cá chẻ bự quá. Rồi đo thử ra. Ba gang tay cá chẻ này nè. Đó là đầu đàn này. Bên đó ai ăn chèm á quá chèm là ở chua luôn anh đang bấm
Dạ. Là cua của mình luôn hả trái? Cua của mình luôn hả? Cua của mình. Dạ ta. Còn bữa nay không có cua hả trái? Bữa nay cua giao hết rồi. Dạ. Cua gạch bữa nay 430. Dạ. Cua gạch là 430. Hai lấy luôn không? Dạ. Đây cô chú anh chị ở chế đây có cung cấp cua đó nha. Đó, ai có mua cua thì liên hệ chế vừa rồi luôn, cơ hội vừa rồi đó. Tết là giá cao hơn. Đúng rồi. Em bán cua là cua bao ăn mới chế. Dạ. Cua mình bán bao ăn luôn. Dạ có chế. Chế vẫn lấy bình thường á. Dạ em cảm ơn chế nhiều nha. Dạ. Cá kèo nè cô chú. Cá kèo bán ký nhiêu? 240. Dạ. Đây là cái cá kèo vuông cô chú anh chị. Ký là 240. Còn lấy 170. Sao nó còn liếc đi ngang ra mà xem nó liếc dữ hả? Cá không hay. Ủa anh, mấy con cá này là mình nuôi ở trong vuông không chứ đâu có cá biển ha anh? Cá này là không có nuôi, cá thiên nhiên. Cá thiên nhiên. Lấy nước vô, nó vô trong vuông là nó lớn rồi. Dạ. Vô nổi là nè, nó lớn. Dạ. Cá này cũng là rất thịt. Nhưng mà nó ở nước mặn phải không? Cá kèo hả? Không. Cá nó bán cho 220. Có lẽ là 230. Em cảm ơn anh nhiều nha. Đi, dạ mình đi vào đây tham quan tiếp cô chú. Đồng hồ gì kìa. Ở đây thì em thấy bà con buôn bán cá chẽm với cá phi được nhiều lắm cô chú. Này là đóng cua đi á anh chị. Cá phai. Cá phai hả? Dạ. Đóng cá phai. Em cảm ơn anh chị. Ồ cái này cái gì ngon quá nè. Bồn bồn phải không cô? Hả? Bồn luôn, mua tiếp bán tiếp bồn đi. Dạ. Hả? Bồn bồn cô chú. Đồm tép cá dài dài quá trời luôn. Ôi ôi cái chẻm bên đây bự dữ nè. Bao đèn luôn nha, không ba trả lại. Con này chắc cũng được 5-6 kg rồi. Cái chẻ bự nè. Rồi 5 rưỡi em. 500. Gì rồi nó mua hết trơn. Quán giờ làm quen, mua lên sách mua 300 ngàn. Dạ mua 8 lần rồi, khỏi làm quen. Không biết rồi. Quán giá là giá 150 được rồi, mua luôn đi. Cái con 160 lần đi. 160 lần đi. Dạ bán cái đồng quá trời. Cái sạch cá lóc. Thì cố gắng thôi. Thấy người bán được không ngoại? Dạ. Ôi, ngoài đây có cua y bự quá nè cô chú. Y. Dạ. Cua y ký đây mình bán nhiêu ngoại? Bán 200 đồng. Ồ, rẻ ha. Đây, cua y mình bán 200 ngàn ký rồi cô chú. Con này chắc có 1 kg hả ngoại? 700 gram á. 200 ngàn 1 ký cua y. Cô chú anh chị nào có ăn cua lại đây ủng hộ ngoại. Gạch lại 1 ký nhiêu ngoại? 250 à. Ôi, bán cua quá rẻ luôn cô chú ơi. Cua này nhà cho nên mình bán rẻ hả ngoại? Dạ. Thì có gắn bông súng nữa nè. Dạ, gắn bông súng với gắn chùm 201 kg. Đó. Đây là toàn những cái món mà đặc sản đó cô chú. Gắn này hiếm lắm nè. Đó. Ai có mua cua, mua gắn, mua cá thì ghé ủng hộ ngoại đây cô chú. Rồi con cảm ơn ngoại nhiều nha ngoại. Dạ. Đây thì cô bán cá lóc, cá sặc gằn rồi đó kìa. Quá trời. Cá mắm ở ơi, mé bờ kè này bà con cũng bán luôn cô chú. Đó. Dạ. Cái này cái gì cô gắn hả? Gắn chung nè. Ồ gắn chung. Wow. Gắn súng nè. Đúng. Gắn chung với gắn con súng mình bán ký nhiêu cô? Gắn này 250 nè, gắn chung này nhỏ nhỏ 150. Dạ. Gắn chung bự này là 250 nè cô chú, còn gắn con súng này 150. Cá lóc. Dạ. Cá đói nè.
Cá đối này là ở nước mặn nè phải không cô? Ở vuông. Hiếm mà có cá đối ngoài biển lắm phải không cô? Có hả cô? Dạ. Đây cá sặc luôn nè. Đây kêu cá sặc bướm nè phải không cô? Cá sặc đầu. Cá sặc đầu. Dạ. Cá sặc đầu 1 kg mình bán được nhiêu cô? 140. Đây cô chú anh chị nào có mua cá sặc với gắn cá đối thì lại đây nha. Đó, ủng hộ cô đây. Cảm ơn tự quay nha. Dạ. Dính rồi. Con cảm ơn cô nhiều nha. Đây có cá muối sẵn đó nè cô chú. Coi lên điện thoại không? Dạ lên cô. Lên điện thoại. Kênh của con tên là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long hả? Dạ. Có quay rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ, cá muối xả. Dạ. Cô bên đây bán cá muối xả rồi nữa. Rồi cô cá biển nè. Đây là cá ngừ, chắc là cá biển thiệt rồi đó. Dạ, ít ai nuôi cá ngừ lắm không cô? Không ai đâu nuôi cá ngừ. Con cảm ơn cô nhiều nha. Wow, có cua đá nữa cô chú. Cua đá nè. Cua đá và tôm tích. Có một con tôm tích. Dài cá quá trời. Giờ đây vòng vòng ở khu đây bà con bán cá rất là dồi dào. Ờ đây có ghẹ luôn đó cô chú. Ghẹ chạy oxy luôn. Dạ quay cánh chợ cô ơi. Ghẹ chạy oxy. Ôi, bữa nay phải nói ở Cà Mau gió mát gửi luôn cô chú. Gió này gió Tết nè. Mát lắm. À, nguyên xe này sáng giờ chưa xuống sông hàng hóa nữa cô chú. Xe rất là lớn luôn. Đang xuống Cà Chua. Giờ mình sẽ đi hướng này, đường này. Quá trời đông luôn à. Ôi. Trong đây cũng đông nữa nè cô chú. Chỗ nào cũng đông hết trơn. Nói chung chợ Cà Mau sung nhất là khu vực Chuồng Vòng ở đây nè cô chú anh chị. Ở phía sau chợ nè. Cua 200. Con mua gạch đi 250. Đâu con nào gạch? Mấy con rễ càng này là 200 đó phải không? 200 ha, để 200 được rồi. Có con một á. Những con một á, con. Mình cho rễ càng cho dễ bán. Nè, bắt hai con này đi 200 được rồi. Đi hai ơi. Dạ. Cô biển ở đây bán rẻ ghê đó cô chú. Cô hợp kỳ cho mua vàng ăn đi cô chú. Tôm tép bây giờ quá là nhiều luôn nè. Lò này là 140 bị chủ kêu bán. Ồ tôm sú của chú anh chị. Chầm 7 kg. Ở đây có bán mực trứng nè cô chú anh chị. Đây là mực trứng nè. Quá trời đông. Quá à, 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 quá
này mình bán dưa mắm à ha. Dưa muối hả cô? Dưa muối hả cô? Dạ, bịch sẵn vậy là nhiêu bịch cô? Dạ 15 muỗng. Dạ, bịch bự 15. Đó 10 ngàn. Ở đâu đi cho chắc bà? Dạ con ở Vĩnh Long. Dạ. Thấy đi đông quá mà ế hả cô? Dạ. Dạ. Mình đi quay vậy cái vụ người ta coi. Dạ có quảng cáo có tiền con. Dạ. Không có quảng cáo là không có tiền á. Dạ. Rồi con chúc cô ngày càng đắt khách nha. Trước kẹt xe luôn cô chú. Ôi dạ bên đây bán tôm cô rất là nhiều luôn đây nè. Tôm cua. Cua để mấy hao luôn đó. Đây có cô bán nước dừa đó chị đó. Này có dừa non không chị? Cho em giá dừa non đi. Dạ dạ uống luôn. Dạ vậy hả? Dạ mai mới có dừa non ha. Trời đi có cái uống có cái luôn. Dạ. Ôi, dễ chặt, hay quá chuyên nghiệp luôn. Dao này bén lắm nè. Ôi. Này vô bịch vô bịch giùm cho em được không chế? Dạ. Ý là chế chiếc vô bịch đó. Dạ. Chứ em xách nguyên trái dừa heo nặng quá hả chế ơi. Dạ. Dạ. Yeah. À, hết nổi luôn hả chứ? Tiền đô chứ đâu phải tiền lẻ. Dạ. Gửi tiền đô cho nó sang. Dạ. Dạ. Quay cho quay cho đêm á. Chợ đêm hả chứ? Chợ đêm là chỗ nào chứ? Con đêm á vui lắm. Dạ. Dạ. Cái chồng nó đi bây giờ nó ế quá trời ơi. Ế quá anh chồng đó. Dạ. Vậy là quay kết nối yêu hôn luôn ha. Rồi giờ nhỏ thịt heo này giờ có ai mà thèm nó thì cái rước nó về đi quá trời nó bán thịt heo ế. Thèm thì rước về ha. Đơn giản vậy thôi à. Đơn giản vậy đó. Dạ. Không, đó không, không có nhu cầu cao không ha. Cái vừa bán thịt heo ế mà nó ế chồng luôn có ai hốt mẹ nó cho coi. Dạ. Đây chị bán thịt heo rất là xinh tươi cô chú, xinh đẹp luôn. Đó. Ai có nhu cầu thì lại đây liền. Dạ, em như chị. Dạ, em gửi tiền. Cảm ơn chế nhiều nha. Mấy chế này xinh xinh không à cô chú. Rồi, cho ra luôn. À, đây mới đang chuẩn bị đổ tôm cá rồi ra bán luôn chú, nó dọn ra luôn. Công nhận ở đây bà con buôn bán cũng trễ cô chú chị. Quá trời sung chỗ này rồi, tôm cá quá trời luôn. Bên đây có bán nước hèm. Ồ vâng. Ồ có cô bán tôm càng xanh nè kìa. Chào ông Si. Dạ. Trời ơi cô ngại chứ. Tôm cá dài ha, quá trời nhiều luôn. Dạ. Dạ. Khép lại. Quay phim tới nghe, khép lại. Dạ. Tôm đất chị em ơi. Tôm đất hả cô? Dạ. Đây là tôm đất nè cô chú. 1 kg mình bán nhiêu tiền? 120. Dạ. À tùy theo loại lớn nhỏ đúng không cô? Ờ. Nhỏ dạ. Rẻ nữa. Dạ, nhưng mà cỡ này là cô bán 120 nè cô chú.
đó. Nè nước đá để cho nó mát. Rồi bên đây cô bán cá gì nữa vậy cô? Cá bông. Cá bông. Thì cá bóng sao được không cô? Bóng trăng. Bóng trăng. Dạ. Một hớt nhà mình bán nhiêu tiền cô? Dĩa 20 ngàn. Một dĩa là 20 ngàn. Rất là rẻ cô chú, cái này về kho tiêu ăn hao cơm lắm á. Đó. Ai có ăn tôm cá thì ghé cô ủng hộ. Dạ. Cái khu này gọi là khu gì cô? Dạ phường 7. Chợ phường 7. Chợ dạ. Chợ ruộng. Vậy là chắc bà con ở trong ruộng ra bán kêu chợ ruộng quá. Dạ. Ở đây là thuộc khu vực chợ ruộng cô chú. Đó. Bà con đem đồ ở trong ruộng trong đồng ra bán kêu chợ ruộng. Còn trên kia là nhà làm chợ. Dạ. Có vị la không? Dạ. Dạ. Đây. Cô bán cái gì vậy cô? Dạ. Mấy cô kia suối nha, đừng có chửi con nha cô. Dạ cá chốt. Dạ. Dạ. Đây cô bán cá chốt mọi người, ra mâm sẵn nè. Đó, xả cá chốt rồi nhá. Dạ. Ở đây mình bán một mâm vậy là bao nhiêu tiền cô? 20 ngàn một mâm à. Dạ. Dạ. Rất là rẻ luôn. Dạ. Kênh của em tên là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Dạ. Phong Bí ở đâu cô? Dạ. Dạ đúng rồi, YouTube của em là Khám Phá Vĩnh Long. Cái này mình mặn ra để bán cho khách hả anh chị? Đúng rồi. Dạ. Này kêu tôm bạc nè phải không anh chị? Đây là tôm đất. Tôm đất hả? Rồi sao em thấy nó bạc bạc ta? Có đất có bạc cùng luôn. À, lộn xộn ha. Đây là vừa tôm đất mà tôm bạc luôn cô chú. Rồi em chúc anh chị mua may bán đất nha. Đây có bán trứng cá nữa. Này là trứng cá gì vậy cô? Trứng cá ngán. Cá ngán. Dạ. Rồi cái trứng thôi cô chú. Đó. Cá ngán cá chốt. Dạ. Hồi nãy mấy dĩa rồi, chục dĩa rồi, 20 ngàn, 20 ngàn. Nhiều lắm. Hết trơn mâm ở đây luôn á. Con cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ. À, bà con này thân thiện vui vẻ cô chú. Đây có nguyên sạp trái cây nữa nè. Chuối, cờ mận, táo rồi. Đủ loại trái cây dài nữa luôn. Giờ hướng ngược lại thì mấy đông. Rồi đi ra giờ hơi vắng luôn vô. Chợ đây là có hồi. Cô. Đây là ba khía miền Tây hả cô? À ba khía Cà Mau 500 em ơi. Dạ. Ba khía Cà Mau 100 ngàn. 1 ký 100 ngàn. Dạ. Rồi lấy con 5 ký nha. Có bỏ Cà Mau 500 nha. Dạ. Còn ba khía Gạch Góc là khác nữa phải không cô? Gạch Góc 5 cân thì nó cũng nằm vậy đó. Rồi dân men, dạ. Một thiển. Dạ. Ký 100. Ký 100 nè cô chú. Này mua về cô chú muối trộn lên. Cô tự nhà cô muối ăn, cô mua ba khía tươi tự cô muối. Dạ. Cho nó vừa ăn chứ thí dụ như mình lấy của dừa nó mặn dữ lắm. Dạ. Bây giờ mình nói không tin thì mua đợi cho ký nửa ký ăn thì thử cho biết. Cái này dạ. Cô muối nhà tự nhà làm cho nó vừa ăn nhưng mà không có để lâu được, muối trong vòng 10 bữa là được thôi. Không được để lâu hết cô. Còn như dừa thì nó phải để lâu được, tại vì dạ. Nó hàng mặn á, lâu chảy thịt. Còn này mình muối lạc nó vừa ăn. Vậy là nó lắm. Dễ chạy thịt phải không cô? Ờ, nó dễ chạy thịt. Dạ. Đó, bà khía. Có ai mua lại chợ phường 7 mua gặp cô là bán cô 5 cân lên. Dạ, cô 5 cân lên. 5 cân lên. Mà cái này cô bán đây thường ngày không? Hay là thường ngày, thường dạ. Ngày cô bán. Thường ngày bán đây luôn. Người ta mua 1 ký nè. Dạ. Đó. Rồi, con chúc cô ngày càng đắt khách nghe cô. Rồi, rồi, cảm ơn con nghe. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Chai lặt tôm là chuyên nghiệp luôn kìa. Đây có củ khế. Đây cái ngọt, cái chua. Cái chua. Cái chua. Dạ. Để ăn với lòng bò đâu ha. Ôi đây bán đặc sản không à. Bánh tét. Dạ. Châu bò đồ chấm vô ăn. Tét.
quên, quá trời ngon luôn. Xe cộ đi cái không có đường đi, tôi lại. Em cảm ơn chị cái chị. Không có chen đi được thôi chứ. Nhỏ hai chiếc xe là hơi chậm. Còn một bình ngon quá. Đây là cá lau kiến đó nè. Cơm ở đây bán khô, khô. Cái sạc. Cái này cái sạc đồng là làm khô hả cô? Sạc đồng làm khô chứ rồi. Dạ, một ký mình bán ha. 250 giá chợ. 250 là giá chợ. Còn mà mình bỏ sỉ bỏ lẻ là giá khác phải không cô? Cái sạc đồng được cô chú. Còn bên đây là cái sạc bỏi, sạc gan. Sạc gan. Sạc gan. Dạ. Dạ, đây quay cô dạ bán khô luôn. Dạ, giết chợ ra thì phải. Nó không giống hả chú ơi. Dạ. Nó lắp liếp, lập lượng lắm. Nó nói thêm bớt á. Thêm bớt lắm hả cô? Dạ. 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 Nhỏ đó hả chú? Quay nhỏ đó cá ngát. Dạ. Đây, bên đây là đại gia cá ngát luôn nè. Quá trời cá ngát luôn. Ô, mô Phật. Rớt cái hao rồi kìa. Cá ngát này 1 ký mình bán được nhiêu chị? 80. 80 ngàn 1 ký. Ôi. Cái con này chắc con nào cũng có trứng hết trơn nè. Ủa sao thấy bụng bự quá mà. Dạ. Đó, trứng có là đừng có luôn chứ. 80.000 ký cá ngát ha. Đây ai có mua cá ngát thì lại gặp chị gái ở đây. Em chúc chị ngày càng ra khách nghe. Em cảm ơn chị nhiều. Cá quá trời luôn cô chú. Dạ đây chị cây. Chị cây với rau củ nè. Dạ. Làm cái gì vậy? Dạ con làm YouTube. Dạ. Dạ. Ôi quá trời giỏi luôn. Đây là chị. Vậy hả cô? Dạ. Cô có bán gì không hay mình đi chợ cô? Dạ sáng ngồi đây tâm sự chơi hả cô? Cô bán ở ngoài đó giờ nghỉ sáng rồi nó chuyển cháo rồi, cháo bình á. Dạ. Dạ. Mận nổi rồi chú. Này mận gì vậy chế? Sữa. Ký bán nhiêu chế? Dạ, ký 30. Đây là mận sữa của chú. Chế này bán ký 30. Chế là mỗi sơ ri. Trái cây. Dạ, đi đây tháng cũng hơi chục ngoài triệu rồi ha. Dạ. Cũng đủ sống thôi. Dạ. Quê ở đâu? Dạ, quê con ở Vĩnh Long. Dạ. Đó giờ cô có đi Vĩnh Long lần nào chưa? Đó, đi hoài nè. Dạ, đi ngang quá ha. À. Dạ. Đó, con là nằm... Cô hiện giờ nó ở Vĩnh Long á. Ở Vĩnh Long luôn hả? Ờ, nó ở thằng trai, nó ở chợ. Dạ. Sửa máy rồi, xe, sửa xe. Sửa xe là ở ngay trung tâm thành phố Vĩnh Long ha cô? Nó nói nó ở Vĩnh Long, cái tôi cũng không biết nó ở đâu cũng nè. Dạ. Vĩnh Long là ngay giữa cúng miền Tây à. Ờ. Dạ. Đó là kết nối. Đó tôi có một người bạn này biết mà bây giờ tôi gặp nó. Dạ. Con lên giùm cái hoàn cảnh này giùm cái bà. Dạ. Có con cái bị xe đụng chết. Dạ. Chết cái thằng chồng đi đuôi rồi cái uống rượu thì cũng xỉn cái đi qua lộ về xe đụng cũng chết. Chết cái thằng con á nó bị sốt á. Dạ. Đến nó bị đâm nóng vô đây mà không biết bây giờ bà ở đâu nè. À, bây giờ không biết ở đâu luôn. Không biết ở đâu luôn phải mà con giùm cho tôi cái số điện thoại đi. Rồi mai mốt tôi gặp bả cái tôi điện con giùm làm cho bả cái chương trình đó làm con có thuốc lắm. Dạ con thì con đi đây đi đó quay chợ nhiều á cô. Thì con cho số điện thoại đi rồi cô có gặp bả rằng lên cả tiền điện con. Dạ cái này phải nhờ bên mấy anh bên thiện nguyện á giúp đỡ cái hoàn cảnh của cô mà vừa chia sẻ thì sẽ tiện hơn. Tại vì con thì đi quay cảnh đời sống quay chợ á. Dạ. Không lâu lắm con mới có dịp đi xuống đây một lần chứ không phải là đi xuống đây thường xuyên.
Dạ. Phải nếu mà biết thì sẵn tiện con quay con chia sẻ lại luôn. Cho bà được hết chứ. Dạ. Rồi cái này mình quay để cái gì lạ lạ đâu mình đưa lên đó không? Con đi quay chợ không à? Hết chợ này tới chợ kia vậy đó. Dạ. Quay cảnh buôn bán hàng quá rồi đó. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Chúc cô với chị mua bán đắt nha. Đó chợ này có hồi hả cô chú? Giờ thấy đông quá trời đông lên nè. Mấy cô ở đây bán hết số mâm rồi nè. Ôi cái này cá sạch đồng. Cá sạch đồng. Cá cô đó, mình đi cái đường này mình đụng đâm ngang ngoài đây, mình quẹo bên mé tay trái là mình đi lên nhà lòng chợ bánh quán được luôn cô chú anh chị. Ồ quá xá đông rồi, chợ này bà con đi trễ lắm nha cô chú anh chị, tầm khoảng 8-9 giờ là chợ mới đông nhất. Gió hôm nay rất là mát luôn nè, thổi mấy cái dù dập dìu luôn. Giờ em sẽ đi về dài lên đây. Cá tôm khỏe không cô? Cá kè bán đã không cô? Đây cô có bán khô cá lóc và cá sặc, tôm số bự luôn. Tôm số bự này 1 ký mình bán nhiêu cô? 1 ký 300. Đó, này là hàng tiễn là loại nhất nhì đó cô chú. Đó. Dạ con cảm ơn cô nhiều nha. Rồi em mời cô chú anh chị tiến lại dài dài lên khu vực dài lên chợ Bách Hóa đi. Ở đây thì có nguyên một cái cơ sở bán trứng của cô ở đây rất là lớn luôn rồi. Úp mề con nhỏ. Trứng gà để giá nè cô chú. Bây giờ trứng gà thì dao động là từ 24.000 đồng một chục cho tới 32.000 đồng một chục là giá cao nhất. Gà công nghiệp cô chú. Đó. Còn trứng gà so đâu em không thấy ta. Trứng vịt gà so thì 34.000 ở trong cô chú thì 32 với 34. Trứng vịt thì dao động là từ 24.000 đồng một chục cho tới 32.000 đồng một chục luôn. Trứng vịt với trứng gà thì nó hơi xem với nhau vậy đó. Ngoài đường này thì bà con ít có buôn bán cho nên là thấy cái lượng khách cũng lai rai của chú, không có đi mua sắm đông á. Đây có cô bán bánh gì nè. Sáng giờ bán được không cô? Được. Dạ. Cái này khám phá ở đâu? Dạ con khám phá ở Vĩnh Long. Vĩnh Long. Dạ. Ta nhớ hình như là có thằng kia mà hả Tân? Thằng nào nữa cô? Giống mày phải không, mày phải không? Vậy con không biết nữa. Hình như là mày suốt bảo hẩm đợt nào đó. Dạ. Ôi trời ơi, khám phá Vĩnh Long mà coi đài Vĩnh Long nha. Thế luôn. Dạ, có coi đài Vĩnh Long nữa cô? Dạ có. Dạ. Đài con thấy ở miền Tây truyền hình Vĩnh Long là lớn nhất á. Đi khắp nơi mà. Dạ. Bánh bò, bánh chuối mà bánh bò hết rồi còn bánh chuối lá. À. Còn bánh chuối với bánh lá. Ừ. Dạ. Đây cô đang đem bánh ngay cho khách đây cô chú. Dạ. Làm cho con hộp bánh chuối đi. Rồi vậy là chế biết là đã có quay chế một lần. Vậy hả cô? Dạ. Đợt trước cô bán đâu cô? Ở trong hẻm. À trong hẻm. Bữa nay giờ ra đây rồi. Ở đây là người ta cho mình bán ở đây phải không cô? Trời ơi lỡ thì chưa tôi uống tiếu ăn này chứ đi nắng quá chịu nổi. Dạ. Ở đây hơi. Bánh lá không? Dạ bánh lá hả cô? Có ăn bánh lá không? Dạ không. Không biết ăn bánh lá. Dạ biết mà thôi con sợ cái mùi nó. Không có mùi gì chứ. Cái này không có mùi hả cô? Thì nó đang vậy chứ ăn vô nó thơm thơm mùi. Lá mơ. Lá mơ. Dạ.
có người kêu lá hú địch nữa phải không con? Đó là nước cốt kèm hả con? Nước dừa nó như mà nước dừa đậm đà. Dạ, ôi quá trời kẹo luôn đây nè. Ngon rồi chừng nào mà gặp? Dạ cái này chắc cũng khoảng tuần nữa quá con. Nhiều dữ vậy hả? Dạ, tại vì con còn mấy chợ kia con chưa có đăng lên kịp. Mua gì nè, cái gặp người nghèo đưa cho. À dạ. Thấy không? Dạ. Bọc cơm thì nhiêu, 10 ngàn không? Dạ 10 ngàn. Thôi gì cũng được. Dạ. Cũng cưng nè. Dạ, con gửi tiền. Đúng rồi, chế thái coi nha, mấy đài Vĩnh Long, đồ đài thép rồi á. Dạ. Con mấy người trên núi hả? Dạ. Rồi, rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Thôi cô không đi. Rồi, cô bán bánh rất là bình dân ở đây cô chú anh chị, một hộp bự vậy là cô bán có 10 ngàn thôi đó. Dạ đây là những cái cửa hàng bán mấy cái đồ mũ vật dụng gia đình nè cô chú. Dạ thuốc. Rồi đây có sập khô nữa nè. Quá trời khô các loại luôn cô chú ơi. Ở đây là đường Nguyễn Ái Học thôi cô chú. Nguyễn Ái Học rồi quẹo vô trong đây. Còn đường đi hẳn luôn là đường kêu là Phan Bội Châu. Hướng này thì cô chú anh chị mình quẹo vô đây lại là mình đi ra xuống mé bờ kè đó cô chú. Ngoài đường thì mấy bà con bán rất là nhiều cô chú, nhiều bán sát như mấy lỗ hết trơn luôn, không có ai mà để ba cái hàng quá mà lấn ngoài đường như cô chú vậy. Vì dài khu này thì bán những cái sạp thịt heo, thịt bò, thịt trâu cô chú rất là nhiều ở bên mé tay trái em. Đây có cái đường đi vô nữa kìa. Con chào cô. Ồ, bên này có dừa tôm khô lớn lắm. Tôm khô hành chín rồi chứ gì. Chợ quá lớn luôn đó cô chú. Chợ phường 7 là chợ lớn nhất ở Cà Mau. Đây, giờ mình sẽ quẹo vô cái đường này, đường Nguyễn Khuyến cô chú. Thấy bà con đi cái tuyến đường này rất là đông ở bên trong luôn nha. Quay gì vậy? Em quay chợ. Đâu qua đủ. Đây. Lại hay vậy? Dạ. Có mạng không? À chưa có mạng anh, cái này em quay nguội. Dạ, quay mạng á mình phải kết nối vô. Quay gì vậy anh? Dạ, kết nối qua cái app. Dạ chào anh. Dạ. Trời ơi, cái lượng tăng nữa lại đủ. Cái lượng luôn. Cái lượng tăng luôn. Dạ. Được lên sóng rồi, phải không? Hôm nay lên sóng luôn nha anh. Dạ. Cảm ơn đài truyền hình nha. Dạ. Nó làm từ thiện tới giờ nó không vợ nữa nha. Vậy hả anh? Anh này làm từ thiện không vợ luôn. Không vợ luôn. Không vợ là chưa có con luôn á nha. Đúng rồi. Không vợ không con luôn. Không vợ không có con. Không vợ mà có con. Vậy là người ta gọi đó là cái lò xíu bò. Quay con tăng tiễn vợ đó. Quay tiễn vợ kết nối yêu hương luôn. Ồ rau củ đây quá đắt luôn. 20 nó bầu. Đâu còn tơ đâu. Đây. À. Thằng này nè, thằng này nè. À. Quay mặt đó. Còn tơ hả? Ờ à, nói tên thắng còn tơ bán 20 con cần nó bán 30 con nàng thắng. Rau cần 30 con tơ 20. Ờ chữ thiệt á. Thắng á. Anh thắng. Ở chợ hết Bình Đông hả? Khánh Bình Đông. Ờ. Nhà ở Kinh Đài Vông luôn. Dạ. Đó, địa chỉ chi tiết luôn. Dạ. Quá trời đông vui ở đây rồi cô chú ơi, tấp nập xe cộ luôn. Bà con đi chợ rất là đông. Chúc mấy cô mấy anh đây ra ngày càng đắt khách nghe. Đó. Kẹt xe dài.
thịt bò tươi bò nóng không chú? Quá trời cho mời. Bánh bao trứng muối luôn. Vô đây là nguyên khu vực mấy bà con bán rau củ nông sản rất là nhiều cô chú. Đó, này chắc nãy xe mà rau củ Đà Lạt mình đi xuống cũng nhập hàng quá vô đây bán cái gì nè. Quá trời mặt hàng luôn á. Rau củ các loại. Đồ tươi ngon không à. Quá trời sơm tụ rồi. Hành bó, hành lá, một bó hai chục. Ồ, cái này cái góc ngã ba này xéo xéo nhìn tựa tựa như cái nhà lồng chợ Bách Quá. Đó. Bắp chuối nữa nè. Rồi bán chuối sống nè cô chú. Đủ mặt hàng hết trơn. Ồ, hướng này đi ra ngoài mé sông luôn cô chú. Chú này thấy có ngoại lớn tuổi ngồi ở đây như sinh nè cô chú. Sáng ngoài ăn gì chưa ngoại? Con gửi tặng cho ngoại hộp bánh chuối nha ngoại. Ngoại năm nay mấy mươi rồi? Dạ. Ngoại năm nay mấy mươi rồi? Dạ. 72 gần 80 rồi. Còn dạ. 8 hơn. Dạ. Dạ. Nhà nhà ngoại gần đây không ngoại? Nhà bà xa lắm, tới vừa chung hết con. Dạ. Rồi giờ ngoại ở với ai? Dạ, ở với mình. Rồi. Ở một mình à? Ông chết 10 năm rồi bà ở một mình. Dạ. Ngoại thì mất 10 năm rồi, giờ ngoại chỉ ở có một mình thôi cô chú. Ngoại ơi, ở đây á thì có chú Phúc với cô Minh với những người bạn của cô á gửi cho tặng cho ngoại một phần lì xì. Dạ cảm ơn. Chúc ngoại nhiều sức khỏe. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ. Rồi hứa ngoại con đi. Dạ. Ngoại lớn tuổi cô chú. Rồi đi. Đây em mời cô chú anh chị đi ra đây tham quan với em nha. Phía trước này em thấy bà con đậu ghe rất là nhiều ở đây nè. Ồ mấy cái ghe khóm rồi chú cô chú anh chị. Đó. Ghe này chuẩn bị đi rồi. Trời công nhận ở đây ghe neo đậu rất là nhiều cô chú. Nhìn đúng chất miền Tây sông nước. Đó. Thì dài đó nữa kìa. Cũng nhờ cái vài chục chiếc ghe có cô chú anh chị. Nhiều lắm. Còn người hướng này là những cái chiếc thuyền chiếc ghe gì người ta đi chở chuối nha cô chú. Ở đây thì làm cái mỏ tàu này nó dẫn lên nhìn nè. Rất là ngộ luôn. Chỗ này là khu vực người ta làm cái bậc thang đấy lên xuống nè cô chú, cho ghe tàu đi lên xuống hàng hóa đây á. Đây giờ em mời cô chú anh chị cùng di chuyển tiếp tục tham quan với em. Bên đây rau củ thấy để giá toàn bộ hết trơn kìa, bán giá nè cô chú, giá cả hẳn hoi ha. Khu này thì bà con em thấy bán chuối rất là nhiều luôn. Giờ là mấy cái ghe nãy là nhập chuối lên đây bán cái gì đó, chuối sim nè cô chú. Chuối sim ở đây chuối cao bà con treo rất là đẹp. Đó. Chuối cao chuối sim chuối dài đã thấy cô chú cũng có kìa, có chuối già ở bên trong nữa. Đây là các loại chuối luôn cô chú anh chị, rất là đẹp nha.
một nét đặc trưng ở tại chợ phường 7 Cà Mau luôn đó. Ở phía sau chợ mới thấy được cái gian hàng chuối vậy cô chú. Đó. Một bên là gian hàng chuối, còn một bên đó là bến ghe tàu neo đậu rất là nhiều. Ở đây thì cuộc sống giống như là chợ nổi luôn cô chú. Ghe tàu đi tấp bật luôn, nhưng mà bà con thì không có buôn bán với ghe tàu thôi. Khu này giường mít nè cô chú, giữa mít, mít nào trái nào cũng cắt cái đít cái mặt lên trơn ha. Rồi con mít ruột đỏ nữa kìa. Cái khu này bán gà vịt chú ruột khỏe không chú? À, khỏe. Dạ khá mà... không phải Vĩnh Long. Dạ cá hà lòi mới về kìa. Cá hà lòi mới về hả chú? Wow, con bự không ha. Nãy ký mình bán nhiêu chú? 150. Ô ngon lắm. Ô ngon quá rồi. Ủa đấy nha. Dạ mới vừa về hàng luôn cô chú chị. Cá hà lòi đặc biệt ở chợ phường 7 Cà Mau. Cái này là mình rộng trong đây hả chú? Ở dưới đất mũi trở lên á. Dạ. Ôi mới về hàng luôn đây cô chú. Thấy không? Ôi này có duyên lắm mới được có xem nè. Ghi mấy lá cây để che cho đừng cắn lộn nhau. Dạ. Cắn lộn chứ lắm rồi. Dạ. Cá này làm gì ngon chú? Hả? Cá này mình làm món gì ngon chú? Nướng muối ớt với kho tiêu nướng chua. Dạ. Nướng muối ớt. Kho tiêu. Là nướng muối ớt. Dạ. Đây là cửa hàng của chú cô chú anh chị đó, hiệu buôn Hoan Phát. Cô chú anh chị nào có cần thì liên hệ với số điện thoại luôn ha, 0944125141 để đặt mua. Này mình có ship đi nữa phải không chú? Dạ. Dạ mấy tháng rồi đó, còn cũng không nhớ luôn. Cái nghề YouTube em cũng sướng đi đây đó luôn. Dạ nhưng mà cái nghề sướng thì đi đây đó chứ mà mình muốn, đôi khi muốn ở nhà không được chú. Ở nhà thì không có clip cho bà con coi. Dạ mình truyền tải thông tin gì quá hay rồi coi. Dạ như là đi du lịch qua mà ảnh dọn. Dạ đây là cá chạch quế hả chú? Đây là cái món này đặc sản của Cà Mau nữa. Đây là đặc sản Cà Mau nữa, con lịch nè. Dạ thấy không, đây con là lịch này nó giống như con lươn vậy đó. Dạ nhưng mà có cái là nó là thiên nhiên, con lịch thì không có nuôi được. Dạ con lươn thì nuôi chứ con lịch không có nuôi. Dạ như lớn như là khoảng 4 con là hơn ký, 4 con ký chú, con ký, 5 con ký. Dạ. Nhưng mà đó là lớn rồi, con lịch nó không bằng con lươn, là trọng lượng nó nhỏ hơn thôi, nhưng mình nói là ngon lắm. Dạ thịt nó ngon hơn thịt luôn. Ngon hơn. Dạ lươn đồng thì nó mới ngon, mà mình phải số bây giờ đồng thì hiếm quá. Dạ ngàn hàng thiên nhiên đi tận diệt hết rồi. Dạ giờ bán lươn hầu như đồng là đồng tháp. Đồng tháp. Dạ lịch này thì thiên nhiên còn nhiều hả chú? Thiên nhiên. Dạ thiên nhiên mà. Dạ nó ở trong mấy cái vuông rồi hả chú? Cái này kêu là đặc sản miền Tây nè. Đặc sản miền Tây. Mà mảnh đất cuối trời mây trắng bay. Mảnh đất cuối trời mây trắng bay là Cà Mau á. Dạ cuối cùng mất nước rồi. Dạ về Cà Mau lịch nó nhiều chú. Loại này là cho sống ở trong vuông á. Mình bán một ký là bao nhiêu chú? Một ký kilo là 200 ngàn. 200 ngàn một ký lô. Dạ còn cái hàng nhỏ hơn á thì nó rẻ hơn. Nhỏ hơn. Lý do là sao mà nó mắc? Tại vì con này là lắp bắt bằng tay. Dạ. Nó có thể là sống suốt cực đại được. Nếu hàng ngày mình thay nước là. Dạ. Còn nếu mà con lịch này mà người ta không có bắt bằng tay á, bắt tay bắt gì mấy anh em bắt gì hay lắm nè. Dạ. Có cái móng gấu rồi nó cho cũng ba con tay nè. Dạ. Nghe nè. Còn cái người mà ở trong vuông người ta không biết bắt gì là người ta cấm câu á. Dạ. Thì nó ăn cái lưỡi câu vô rồi không bao lâu nó chết. Dạ. Khi bỏ vô cái thân nước nó sẽ ra cái màu đỏ, nó bị đứt ruột á. Dạ. Nó chảy máu. Dạ. Còn cái này là rộng thoải mái luôn. Cái này mình rộng bằng nước gì chú? Nước tên mình thôi. Vậy hả chú? Dạ. Nó sống rất là lợ với nước tên được rồi. Dạ. Hồi năm rồi là bữa 30 giờ là âm lịch Tết là phải gặp á. Dạ. Chú đem về nhà chú đi dành chú đẩy khách mà tới bữa cuộc 8 vẫn còn sống. Wow. Mình không cho nó ăn gì luôn hả chú? Không ăn. Dạ. Mày vậy dễ gọng quá ta, khỏi cần chạy oxy luôn nè. Không, không có gì đó. Dạ. Rồi khỏi cần cho ăn luôn. Ừ, vậy đó. Dạ. Mua gì anh? Mua một bịch nhỏ, vậy là cả
Dạ, con nhỏ này, con nhỏ này. Dạ. Có một con một hả em? Con một coi. Có gà hay gì? Gà ăn đá sung, gà độ dữ. Ồ, này giờ cho gà ăn gà đá sung không chú? À, đây con. Rồi. Mua cho gà ăn cái nằm đất gì đó. Trời ơi, gà sướng người ta nha. Đó. Gà ăn lịch rồi đó. Mua gà ăn nó sung lên. Cho nó sung lên. Đó, cô chú anh chị nào có cần những cái sản phẩm ở đây thì liên hệ với chú Quang Phát ha cô chú. Mực rồi các loại nè, rồi lịch, rồi cá hồ lòi. Đó. Dạ, có cá tầm đó hả cô? Có mà cá đó cá gọng đó. Dạ. Chả cá, cá tầm thì cô gọng ở trong nhà. Ai cần thì liên hệ cô mấy em ra. Đó. Đây là những cái mặt hàng cô chú bán tại đây cô chú. Dạ rồi, con cảm ơn cô chú nhiều nha. Chúc cô chú ngày càng đắt khách nha cô chú. Dạ. Đó, ai có thì về đây thì ghé nhà hàng cô chú muốn ủng hộ cô chú cô bác anh chị. Đây hướng này mình đi hẳn là mình đi lại đằng nhà lồng chợ Bách Hóa Cà Mau cô chú. Nhà hàng cũ bán dài dài góc đường cũng nhiều nữa nè. Đây là góc đường gì đây? Trời gió mát quá. Đường này có tên là Lê Văn Sĩ cô chú anh chị, đi hẳn vô đó là gian hàng của chú bán nằm ở đường Lê Văn Sĩ. Còn khu vực gì dài đây là khu vực chợ trái cây của Cà Mau. Đó. Rất là nhiều những cái gian hàng bà con bán trái cây. Bán dài dài cặp ở đây. Mùa này thì khách đi mua trái cây cũng không có đông. Gầm nữa mới đông cô chú. Gầm trái cây bông hoa mới đông. Đây để em đi qua đây em thăm cô bán khô của em. Dạ. Dạ cô, khỏe không cô? Dạ. Đây kho sạp khô của cô ngay góc đường này để giá cả hẳn hoi hết luôn cô chú anh chị. Đó. Các gài kinh doanh buôn bán đã không cô? Đó, đó. Dạ. Cô ăn gì không? Không con. Hả? Không. Ăn bịch chuối đi. Thôi thôi. Con tặng cô. Thôi thôi con. Dạ. Này tôm khô nè. Tôm khô mới trắng tươi luôn cô chú. 550 một ký đây nè. 550 nè. Dạ. Cái này là khô câu hay là sao? Câu. Câu ha. Nè. Câu là ngọt lắm rồi nha. Đây, để quảng cáo sạp khô của cô đây. Cô chú anh chị nào có cần thì liên hệ ha. Đây là sạp khô của cô bé Sáu. Đó, ở thuộc khu vực là phường 7, thành phố Cà Mau. Số điện thoại của cô là 0949 822 016. Cô chú anh chị liên hệ gặp cô Sáu bé. Bữa nay chú đâu rồi cô? Về nhà rồi con. Dạ, dạ, còn anh đây là con của cô ha. Con. Dạ. Đó, đây là khô mực các loại. Nè, tôm nữa giá mềm lắm đó con. Tôm này là giá mềm rồi cô chú. Tôm tôm vuông. Tôm vuông. Dạ, 550 một ký. Đây. Đó. Còn cái này cũng vuông luôn mà loại nhỏ hơn. Nhỏ. Thì giá tiền nó sẽ rẻ hơn. Này là tôm đất nữa, đây con có tôm đất nữa. Tôm đất là loại nào vậy cô? Tôm đất để nhà là mà 1,2 triệu là khi nào có dặn. Dạ cái đó là hàng đặc biệt, hàng whip phải không cô? 1,2 triệu một ký. Dạ. Ờ cái này là bự là 720. Này là tôm vuông luôn. Đây cô chú, bự nè. Mượn cái nha. Đó. Đây cô chú, tôm khô nè. Cái này Tết là mình ăn với củ kiệu rất là ngon nha. Đó. Khô cá kèo cô bán ở đây cũng rẻ đó nè. Có 480 một ký rồi. Bữa em đi mấy chợ kia thì có người bán 500, có người thì bán 600. Cô đặc biệt ở đây cá kèo à. Nó mua nguyên cái là bớt 20 nó còn đâu đều mới chế bớt 20 hết. Dạ, đặc biệt sạp cô khô của cô đây là cô chú anh chị nào mua nguyên ký thì sẽ được bớt 20. Mỗi cái sản phẩm gì nữa cô chú. Đó. Đây là khô cá sặc bỏi lạc. Lạc mặn không có được. Lạc rồi mặn nữa anh. Lỡ là mặn. Mặn là mình ăn cơm rồi đó ha. Ăn cơm để mặn là ăn
cháo làm gỏi xài này kia. Dạ. Dạ con ở Vĩnh Long á cô. Dạ. Bữa hôm anh xuống quay rồi đó. Dạ, mà bữa đó có gặp anh không ta? Không không. Gặp chú với cô ở đây. Dạ, không có gặp anh. Anh lại mới gặp lần đầu đó. Đây là cá đù của chú, 120 kg. Đó. Cô cá lù đù á. Này có cá lóc non đó nè. 160 nè. Đó. Còn ở đây thì là khô cá chỉ vàng. Dạ, thôi. Thôi. Được rồi. Dạ ơi, thôi con quay quảng cáo cho cô ơi, con không nhận. Tôi lấy lại bọc chuối để thôi tôi ăn bọc chuối là tôi có gì. Vậy hết cô. Đây con gửi. Ê mô Phật ơi. Cầm giùm em đi. Dạ hên. Con xin lỗi nha. Tại cái bịch nước dừa này này sớm con có uống rồi. Dạ, thôi em gửi tặng bịch cơm luôn. Dạ. Của anh Long nhiều, con tặng đâu bằng cô tặng cho con đâu. Đó. Ê, quay review quảng cáo giúp cô, cô cho mình một bịch tôm khô của chú. Đó. Lấy lại chưa anh, lấy lại bên trái ăn đi. Dạ thôi. Thôi, có nhiêu đâu à. Đó. Thì nói chung là cô chú anh chị nào có về phường 7 Cà Mau có muốn ăn các loại khô đây thì ghé ủng hộ cô bé Sáu không chú. Ngay góc đường đây luôn. Đó. Các loại khô đó. Rồi con cảm ơn cô với anh nhiều nha. Chúc cô với anh ngày càng đắt khách nha cô với anh. Dạ. Dạ. Cô bán ngay góc đường luôn cô chú. Dạ. Đường Phan Bội Châu. Dạ. Đây là đường Lê Văn Sĩ. Dạ. Đây em mời cô chú quý chị đi về ở đây tham quan. Chào ba. Trái cây nè cô chú. Này mận nó để giá 25.000 đồng một ký. Trời ơi quá trời mấy cái dàn hàng trái cây luôn. Đây giờ em thấy có khách bắt đầu dạ em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ cảm ơn anh. Rồi để cày quá trời dồi dào luôn cô chú anh chị. Chào cô. Rồi sáng nghe nhạc liêu riêu quá trời hữu tình luôn. Đó, ở đây mát mẻ mà giờ có nhạc còn nghe sướng ra luôn cô chú. Đây đang xây thêm những cái kiosk nè bên trong không cô chú. Sắp sửa tới Tết này là bà con chắc kinh doanh buôn bán đông mà nghe. Thì dài thì một số xài trái cây người ta có để giá cô chú. Bưởi một trái 10.000, cam thì 10.000 ký. Dạ con đi không quan chợ bà ơi. Dạ con cảm ơn bà nhiều nghe. Dạ. À dạ. Đó, cái cày quá trời luôn cô chú anh chị. Chào chú. Anh bên kênh nào? Dạ con bên kênh Khám Phá Vĩnh Long chú. Khám Phá Vĩnh Long hả? Dạ. Rồi sao xuống đây quay là bữa nay quay Cà Mau mà nói gì? Dạ, bữa nay quay chợ phường 7 Cà Mau. Vậy hả? Dạ. Cái cái mà rồi mình quay vậy lên thì nào mới có clip mình coi. Dạ quay cái này á, ví dụ như tùy người nha. Người ta quay bữa trước bữa sau có. Còn em quay cái này thì khi 3-4 bữa, 5-7 bữa tùy theo cái clip của em. Tùy theo cái cơm. Dạ. Cái cơm phải không? Tùy theo cái clip nữa. À, vậy đó hả? Dạ, tùy theo clip như em quay em còn mấy cái clip kia em chưa đăng kịp. À. Cho nên là em phải lên theo thứ tự. Rồi, hiểu rồi. Dạ. Rồi, thôi giờ mà có gì thì quay vòng 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 vậy nè. Dạ. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh nha. Đây gian hàng của anh ha. Dạ, dạ. Dạ. Đây gian hàng của anh trai nè cô chú. Bán cái này là mãng cầu nè, 20.000 một ký nè. Đó. Còn cái này là hồng. Hồng giòn 10.000 một ký à. Có lê gì Hàn Quốc đó nè. Trái cây. Con chào cô. Dạ.
Ồ, cái này là trái gì à? Dưa lưới. Dưa lưới Nhật Bản đó không cô? Quá đẹp luôn. Một ký dưa lưới này mình bán như tiền cô? 70 nha. 70 dạ. 70 ngàn ký. Dạ. Đó. Đây có là những cái giỏ quà đó của chú anh chị. Ai có mua trái cây thì gọi khu vực này. Rồi, con cảm ơn cô với anh nhiều nha cô. Dạ. Đây cô chú, hôm nay thì có để cái bảng chợ là để chợ trái cây Cà Mau nè cô chú. Đó. Đi vô dài dài vô thì mình đụng gian hàng bán mít, bán chuối đồ trong đó. Đáng lẽ cái cổng chợ đó phải đặt ngay khu vực ở giữa tuyến đường này em thấy chính xác hơn. Dạ dạ dạ, ở đây thì em thấy bà con bán trái cây với bông hoa rất là nhiều á. Đó. Giá cả đồ để sẵn sàng hết đi chú. Theo nói chợ thì buổi sáng bị nắng á. Ôi ghe xuồng đi tấp nập. Đây là ngã ba sông. Sông này là trên Google để là sông Gành Hào của chú. Ghe sườn chạy cái sóng nó dạt vào nè, nó vỗ nè. Thì dạ ở đây có mấy cô này đưa đò ở đây nè cô chú. Bến đò. Thôi mình đi dài qua bên chợ Bách Quá Cà Mau, hôm qua một vòng luôn cô chú. Đây bán bình bông luôn nè, đồ cúng, bông hoa muối đó. Đây là nhà lòng chợ Bách Quá Cà Mau. Nhà lòng này nhìn như cái trong trống thôi chú. Có ba cái cạnh đưa ra. Và bên trong đây thì mấy bán quần áo rồi giày dép rồi tiệm tạp hóa đâu chú. Chợ này cũng lớn ghê á. Đó. Mình đi hết giáp vòng này nghỉ cô chú anh chị. Khu này bán trái cây cũng nhiều nè. Đây cô mấy anh mấy chú bán dài dài luôn nè. Bơ bót, bơ sáp. Ồ. Quá trời gian hàng bà con kinh doanh buôn bán luôn chú. Ở đây có để sang quầy nữa kìa. Bơ quá trời luôn nè. Rồi có sầu riêng nữa.
sầu riêng ghi sáo hạt lép. Wow, giờ này ở đây có trưng bày cái mấy cái tượng thần tài của chú để trang trí sân nhân trí Tết đây nè. Này mình chừng ở cái bàn làm việc hay là ở chỗ quầy thu tiền nè cô chú, với bàn ông địa đều rất là đẹp nha. Bộ cái cặp phận nữa nè, quá là đẹp luôn. Đi hẳn là lại cầu Cà Mau của chú. Khu này bán hải sản. Dài này bán hải sản. Ở đây có gào tôm càng. Sống bự là nửa ký 60.000. Mực nè. Cá bà sa đây có gào nửa ký là 40.000. Cái gì đó, hải sản quá trời luôn. Dừa khô nữa nè, sạp khô nữa nè. Cua biển 5 căn, không dây. Tôm cua là ở mé này em thấy bán rất là nhiều của chú. Tôm càng sống, lụa đỏ, hào sữa 3 bịch 100 luôn cơ. Ở đây người ta có là nói chung là lấy con ngay sẵn rồi chú. Vô bịch nè, 3 bịch 100. Trời ơi, vú sữa ngon quá nè. Quá trời đẹp luôn. Này vú sữa đầu gèn bóng quá đẹp. Ồ trời ơi, giờ bà con bán dài 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 ra tới đây luôn chú. Quá gió luôn. Đi hướng này gió hỏi quá trời hỏi ơi. Công nhận cái đường này bà con bán cua biển nhiều dữ lắm luôn chú. Cua biển rồi mực rồi nè, nhiều dữ lắm, nhiều luôn. Chỗ này là cầu Cà Mau của chú á chị. Cá hỏi ô bên lạ con bà con ơi. Ồ, trước rồi có mấy anh mình quản lý đồ thị cũng đi dẹp chợ dài chứ nè. Tại vì em thấy thì dài á, ít ai bán mà lớn chiếm đường đúng không chú? À, còn ra biết á. Này bán ốc bầu rồi sò lụa đỏ rồi ốc móng tay rất là nhiều. Cô trước này đi đẩy dạo bán. Bạn rất là đông luôn chú. Giờ tới ngoài thành cầu vừa dài vào đây luôn. Trước này thì em thấy có bán chuột rồi nữa kìa.
Cà Mau thì ít có mà ruộng lúa, mà có bán chuột cũng rất là hay á, chuột gắn nè. Dạy này bán chuột thôi chú. À, con bán chuột này kêu chuột cơm, chuột đồng á. Bán qua tới đây là hết rồi chú chị. Tới khu bán quần áo gì dài trước. Thì hẳn hướng này xíu là mình đụng cái cầu nữa, mình quẹo qua đây của chú là mình đi về chợ phường 2 với phường 4 của Cà Mau nha. Đó. Cách chợ phường 7 cũng gần lắm. Hoặc là cô chú chị có thể lên cầu Cà Mau này, mình bọc xuống đây, mình đi dài dài đó. Lại qua bên kia là chợ phường 4 với phường 2 của Cà Mau đó. Đây, chuột cơm nè. Ngàn này nó hơi hôi cái mùi chuột đái của chú. Hơi gắn nè, gắn và con rộng ở trong tụng nè. Hào sữa rất là rẻ, 1 kg là 35 ngàn, 3 kg 100 ngàn luôn. Đây em đi hẳn là mình ra cái chỗ dòng xây của chú gì, dòng xây rất là đẹp ở tại Cà Mau luôn. Ồ, cái đường này bán mấy cái hải sản rất là nhiều luôn nè. Dạ. Vé review được không anh? Dạ. Đây cho em review xíu ha. Đây đây là cái vựa của anh trai ở đây bán hải sản các loại của chú. Tên là Mai Cam. Đó. Trong này em thấy có cái con gì bự quá trời bự luôn nè. Anh ơi cho em hỏi con này con gì anh? Sam mung hả? Dạ. Sam mung bự, sam voi thì nhỏ. Này là sam mung của chú. Đó. Dạ, cái này là ở biển phải không anh? Biển em nè. Dạ. Sam mà sam nhỏ thì nó hơi đẻ chứ sam voi. Dạ. Đây con này nhỏ hơn là chỉ sam voi ha. Sam voi. Dạ. Mà hai con nào ngon hơn anh? Sam bung mấy con hơn. Sam bung ngon hơn ha. Dạ, nó bự nó ngon hơn ha. Một ký là mình bán được nhiêu anh? Một con ký 2 bán 600 ngàn chứ. Dạ, một con là ký 2 thì 65 ngàn. Dạ, con nhỏ có 65 ngàn à? Ôi, con nhỏ nó rẻ với ta. Đó. Đó, cô chú vậy, hai cái con này là giá cả khác biệt một trời một vực nha. Còn bên đây thì có ốc móng chân nữa nè. Đây. Dạ. Ốc móng chân, rồi ốc móng tay, sò dương, sò tổ. Đủ ứ hết trơn cô chú. Ốc móng chân này mình bán 1 ký nhiêu anh? 350. Nhỏ thì 250. Đây, ốc móng chân bự vậy là 350 1 ký rồi cô chú. Đó. Còn nhỏ thì 250. Đây là sò dương, sò tổ luôn. Nói chung thì dạ. Dạ, sò lụa luôn. Đó. Nói chung thì cái cửa hàng hải sản của anh chị đây em thấy rất là lớn của chú. Bán rất là nhiều các loại hải sản tươi sống luôn á. Đây là sò dọt. Đó. Mấy con này là rẻ đâu phải không anh? Ký có mấy chục ngàn rồi phải không? Nuôi có 35 ngàn thôi. Dạ. Gần thì 85 ngàn. Gần thì 85, con này nuôi là 35 à. Dạ. Sao mình biết gần với nuôi làm sao anh? Nó mặn chát rồi. Nó mặn chát rồi hả? Rồi, ăn vô nó ngọt, mà nó dai lắm chứ. Dạ. Ăn vô nó ngọt. Mua gốc lát còn biết đủ cỡ luôn. Dạ. Quá trời nhiều luôn cô chú. Đây là hào đá anh. Đây hào cống. Hào cống hả? Hào cống ngon nha. Dạ. Hào cống thì nó có nhiều cái sữa mà chứ có thịt luôn rất là nhiều. Dạ. Đó. Hào này mình bán 1 ký bao nhiêu tiền anh? 35, 3 ký 100. Dạ. Cũng rẻ ha. 35 ngàn đồng 1 ký cô chú. 3 ký được 100. 100 ngàn ăn thoải mái luôn rồi hả? Dạ. 100 ngàn là mua 3 ký là gì? Ăn cua biển 5 căn. Cua biển 5 căn. Dạ. Đây là cua biển 5 căn nè cô chú. Là cua biển ở 5 căn là ngon nhất phải không anh? Dạ. Cua biển là ở 5 căn là cua biển ngon nhất cô chú vậy. Đây hàng ở lớn nè, bự nè.
Loại này là mình bán 1 ký bao nhiêu ở đây à? 420 hả cô? Dạ, cua gạt. Dạ. Cua. Dạ. Cua thịt bự này là 300 ngàn 1 ký nè cô chú. Đó. Còn cái kia là cua gạch là 420. Bự lắm. Nó dính dưới cô chú, không bắt lên được. Đó. Đây là dừa cua ốc à. Dạ mai ca. Mai ca. Đây số điện thoại luôn cô chú anh chị ơi, ai có cần thì liên hệ luôn ha. 0919 702 709. Dạ. Đây còn số nè, 0902 rồi 864 403. Đó cô chú anh chị nào có cần những cái mặt hàng sản phẩm này thì có thể liên hệ với dừa cua sò ốc của anh Mai Cam. Ốc bóng tay này 1 ký nhiêu anh? Ốc tay này 35 ngàn ký em. 35 ngàn đồng à? Ốc tay nhỏ. Dạ. Ốc bóng tay rẻ hơn ốc chân quá ha. Dạ. Ốc chân đổi ốc bóng tay. Dạ. Sò lụa này 1 ký nhiêu anh? Lụa này 50 ngàn ký. Dạ. Lụa xanh thì 40. Lụa xanh thì 40, lụa đỏ thì 50. Sò lông thì 35 ngàn đồng 1 ký. Ốc búa luôn. Ốc búa là con nào đó anh? Ốc búa này 50 ngàn. Con này ốc búa ha. Đúng rồi. Ốc búa 50 ngàn. Ngao tím. Ngao tím thì 70. Ngao tím thì 70 ngàn. Ốc nhảy thì 50. Ốc nhảy là trên đây hả anh? Ốc nhảy đây. Này kêu ốc nhảy cô chú, 50 ngàn 1 ký. Rồi, dẻo thì 35. Rồi dẻo thì 35 ngàn đồng 1 ký luôn. Rồi ốc hương đủ xay. Ốc hương bên đây là đủ xay luôn nè. Lớn nhất là nhiêu anh? Lớn nhất là 550 con. Dạ, lớn nhất là 500 ngàn 1 ký. Nhỏ nhất là 250. Nhỏ nhất là 250. Chữ là loại 300. Dạ, cái này là 300. 300 là 400. Rồi là 400. 400, rồi cái này 500 là hàng đại. 500 là hàng đại, là hàng loại 1 đúng không anh? Đúng rồi, 50 dạ. Con ký. 50 con ký rồi cô chú. Đó. Cái này là thiên nhiên luôn á anh? Thiên nhiên, hàng biển em, hàng bự là biển. Cua đá. Cua đá. Hai còi. Này hai còi. Ngao hai còi thiên nhiên mình đó. Ngao hai còi. Đúng rồi, 190 ký. 190 ký. Dạ. Còn cua đá nè. Đâu, cua đá đâu anh? Đó, bữa nay vô cái vừa của anh chạy đây mê luôn cô chú. Quá trời sản phẩm. Cua đá. Wow. Cua đá hàng lớn luôn nè. Rồi, cua đá. Dạ. 200 ngàn ký kìa. 200 ngàn ký à? Ừ. Con này ăn thịt ngọt lắm nè. Đúng rồi, nó thịt nó rất là ngon. Ngọt hơn cua nó. Rồi, ốc len gần 150. Ốc len gần 150. Cái này dở anh coi luôn anh. Cái đi. Dạ. Ốc len không có xịt đâu. Đó. Đây là ốc len gần cái lúc. Ốc len xào dừa á. Xào dừa xào tỏi cũng được. Dạ. 150 ký. Đó. Nói chung thì giá cả sản phẩm toàn bộ là công khai đảm bảo chất lượng. Chất lượng luôn. Dạ. Đây cái dừa của anh trai đây là nằm gặp ở bên cầu Cà Mau cô chú. Đi vô hướng này. Dạ, đụng chưa tới mấy xong là tới cái dừa trước liền. Gặp hông cầu Cà Mau hả cô? Dạ. Rồi, con cảm ơn anh với cô rất nhiều nha. Chúc cửa hàng của mình ngày càng đắt khách nha anh. Dạ. Đó cô chú, ai có cần thì liên hệ ha. À, rồi mình đi tiếp tục. Đi thẳng là ra ngay chỗ dòng xây à, có cái tượng đài đồ đúng cô chú. Dòng xây này là đặc biệt luôn, ở Cà Mau luôn. À, mà về Cà Mau chụp hình check in với cái dòng xây ở trước đây nè là biết là mình đã tới Cà Mau liền cô chú. Giống như là mình đi Đà Lạt có cái chỗ cái bông Atiso vậy đó, lại đó mình chụp hình cái là ai cũng biết mình là đi Đà Lạt á. Ôi già, trước này em thấy có cửa hàng bán đồ bông trang trí Tết đây nè cô chú. Ở đây thì em thấy người ta trang trí Tết rất là sớm cô chú. Rồi em quay cho cô chú anh chị xem có cái chỗ chuẩn bị lên đèn buổi tối là 2024 rồi. Ồ bông hoa quá trời đẹp luôn. Này qua đào qua mai rồi đủ loại nè. Chào mấy chị nha. Đó. Quá đẹp luôn cô chú. Wow. Rực rỡ sắc xuân luôn nè. Đó. Quá đẹp. Đây là cầu Cà Mau của chú chị. Treo cờ đỏ rực luôn. Tối ở Cà Mau lên đèn đẹp lắm cô chú ơi.
lung linh lắm. Mấy cây mà có người kêu là cây me nước, em hay gọi là cây còng đó cô chú. Người ta trang trí đèn rủ xuống á, tối mở lên rất là lung linh. Ở khu vực công viên rồi dài dài nè. Đó. Bữa nay là đi thấy không khí mặc dù nắng cô chú nhưng mà gió ở Cà Mau thoải mát, không thấy mà bức rứt trong người luôn á. Đây về bán phụ tùng xe. Bên đó có tòa nhà giống tựa tựa như tòa nhà Quốc hội ở ngoài Hà Nội quá. Đó. Bên đó là Ủy ban Nhân dân của tỉnh Cà Mau đó cô chú. Rất là hoành tráng luôn. Sáng mà con rút tiền kìa. Đây. Nhìn qua bên công viên bên đây nè cô chú. Trang trí chuẩn bị đón Tết rồi đó. Cà Mau thấy giờ cái dịp trang trí này thì rất là đi đầu trong các tỉnh luôn nha. Giờ em đi mấy chỗ khác thì người ta còn để là năm 2023 cô chú, mà mới có tới tháng này là đã lên ở đây trang trí xuân 2024 rồi đó. Ồ, cái này nhìn giống như cô gái đầu nón lá quá nè. Tối của chú chị lại đây chơi đẹp lắm. Đó. Phía này là cái công viên của chú. Đường Lưu Tấn Tài. Đó. Đó thì qua đây là lung linh khỏi phải nói luôn cô chú anh chị. Đây nè mấy cây còng nè. Treo dây đèn led rồi cô chú. Mới cáo không luôn. Đó. Này mới được trang trí gần đây thôi nè. Mấy cái dây này còn trắng tươi luôn nè. Chưa có đóng bụi, gông ghiêu gì hết trơn á. Đó là rủ đèn xuống cái nó đẹp. Gió thổi đung đưa cô chú. Bên đây là 2024 nè. Mừng xuân 2024. Cái này ban ngày thấy nó không có được rõ lắm nha, nhưng mà ban đêm cô chú anh chị đi ngang cái dòng xe này nhìn vô đây một cái là rất là ấn tượng luôn. Với cái đèn led để năm 2024 thì nó hiện lên cô chú, nó là tuyệt đẹp đó. Rồi cô chú anh chị bên đây thì hôm nay em giới thiệu chợ Cà Mau với một vòng khu vực ở đây của Cà Mau, cô chú anh chị mình cùng xem với em. Thì đến đây em cũng xin kết thúc video clip mình cô chú. Thì trước khi kết thúc video clip em cũng xin tổng kết số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà ở trong video clip ngày hôm nay em có sử dụng và còn giữ lại ở đây, thì em cũng xin thông báo lên cô chú anh chị mình cùng nắm nha. Rồi mình nghỉ ha. Dạ rồi, thì ở trong video clip ngày hôm nay em có sử dụng số tiền của chú Phúc và cô Minh và những người bạn của cô chú để gửi tặng đến bà ngoại lớn tuổi em có gặp ở chợ cô chú 200.000. Thì ở những clip trước á, em còn giữ số tiền của cô chú ở đây là 3.675.000 trừ cho 200.000 ở trong video clip ngày hôm nay em sử dụng. Thì còn giữ lại số tiền của cô chú ở đây là 3.475.000 của chú anh chị mình. Thì một lần nữa con cũng xin cảm ơn tấm lòng của chú Phúc, cô Minh và cô Hạnh Đạo, cô Huệ Mỹ An, cô Nguyên Lạc đã hỗ trợ giúp đỡ cho bà con rất là nhiều. Xin cầu chúc cho gia đình của các cô, các chú nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn thành công trong cuộc sống nha các cô, các chú. Dạ rồi, thì em cũng mới vừa tổng kết xong số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà em còn giữ ở đây cô chú anh chị. Thì đến đây em cũng xin kết thúc video clip của mình tại đây nha cô chú.
Một lần nữa chân thành cảm ơn cô chú cũng đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến hết video clip của em. Xin kính chúc toàn thể quý cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe và gia đạo bình an nha. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.